Dạy lập trình chấm nét xin chào tất cả các bạn Sau khi vẽ xong mặt đồng hồ Bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau vẽ kim cho đồng hồ Nhưng để vẽ được kim Chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm một khái niệm mới Đó là góc Chính vì vậy trong buổi học này Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm góc là gì nhé Đồng thời để hiểu rõ và nắm chắc các kiến thức trong bài học Dạy lập trình chấm nét khuyên các bạn Nên chép những kiến thức mà các bạn chưa biết ra vở để tránh trường hợp các bạn gặp khái niệm mới chúng ta sẽ bỡ ngỡ và mỗi khi quên chúng ta lại phải xem lại video nhiều lần nhé vì vậy các bạn nhớ chuẩn bị vở và bút cho bài học này nhé các bạn nhỏ của chúng ta ai cũng biết hình vuông và hình tam giác rồi phải không nào hình vuông có bốn cạnh bằng nhau hình tam giác là hình có ba cạnh ngoài ra hình vuông còn có bốn góc và hình tam giác có ba góc nữa Vậy góc là gì? Trong hình học, khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo thành một góc giữa hai đường thẳng đó. Đơn vị đo của góc là độ. Ví dụ như chúng ta có đường thẳng thứ nhất là đường thẳng nằm ngang và đường thẳng thứ hai cũng nằm ngang và cùng hướng thì số đo góc giữa hai đường thẳng này sẽ bằng 0. Nếu xoay đường thẳng thứ hai lên trên thì số đo góc sẽ tăng dần lên 1, 2. 3 4 Cứ như vậy tăng lên, đến vị trí hiện tại, góc giữa hai đường thẳng này là 45 độ. Nếu xoay tiếp đường thẳng thứ hai thì số đo góc sẽ tiếp tục tăng lên, 46, 47, 48. Và đến vị trí hiện tại là 90 độ, đường thẳng thứ hai sẽ ở vị trí thẳng đứng. Các bạn thấy góc này có giống một góc của hình vuông không nào? Rất giống và không nào các bạn? Vì vậy, nên góc 90 độ còn được gọi là góc vuông. Hơn nữa, nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng thêm đến 180 độ thì đường thẳng thứ hai sẽ nằm ngang nhưng ngược hướng với đường thẳng thứ nhất. Góc có số đo là 180 độ còn được gọi là góc bẹt. Nếu tiếp tục xoay đường thẳng thứ hai đến khi đường thẳng thứ hai trùng với đường thẳng thứ nhất thì số đo góc là 360 độ và đường thẳng thứ hai đã xoay được một vòng tròn, góc có số đo 360 độ, tương đương với một đường tròn. Góc này được gọi là góc đầy. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được thêm về góc vuông, góc bẹt và góc đầy. Ngoài ra, các góc có số đo nhỏ hơn 90 độ được gọi là góc nhọn. Các góc lớn hơn 90 độ nhưng nhỏ hơn 180 độ được gọi là góc tù. Hơn nữa, ở trên sân khấu, các nhân vật sẽ có một hướng riêng và hướng mặc định của các nhân vật là hướng sang phải, hướng chúng ta cũng tính theo độ. Hướng lên trên là hướng không độ, hướng sang phải là hướng 90 độ. Cứ như vậy tăng dần lên, chúng ta sẽ có các hướng xung quanh vị trí của nhân vật. Ví dụ chúng ta có hình mũi tên đang hướng sang phải, chỉ vào hướng 90 độ thì hướng của mũi tên sẽ là hướng 90 độ. Nếu xoay mũi tên sang trái 90 độ thì hướng của mũi tên sẽ thay đổi thành hướng 0 độ. Các bạn lưu ý, các hướng xung quanh nhân vật sẽ luôn luôn cố định và sẽ không thay đổi kể cả khi nhân vật xoay về hướng nào. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu thêm được về góc cũng như các hướng cố định của nhân vật rồi. Các bạn nhớ chép lại các kiến thức mới vào vở và làm bài tập ở card trong phần tài liệu của bài học để hiểu hơn về khái niệm góc nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.